Chào mọi người đến với kênh miền Tây quê tôi của Linh. Hôm nay gia đình mình, anh chị mình chứ, thì hai cháu mình có đưa mình và mẹ mình đến khu du lịch ở gần đỉnh Lăng Bi An. Cháu mình nói đó là đồi hoa thơm mọi người. Mà sao mình thấy không có hoa thơm, thấy toàn là thông với thông mọi người mình vậy nè. Đó, hai đứa cháu mình là con của hai đứa cháu mình gọi mình bằng bà. Đang lên với mình nè mọi người. Đứa thì được khoảng 11 tuổi, và đứa thì được 5 tuổi. Nhí chích lên mọi người. Cưng không? Đi theo mình đó. Đường dốc mọi người ơi, khó đi lắm. Đi con. Đợi con. Ừ, bà Linh đợi. Đợi em, chừng đợi em tới em con. Mimi lên đây bà, mà bà Linh dắt dắt đi nè. Ở trong đó. Ừ, Mimi lên đây, bà Linh dắt đi. Thôi, bà Linh ơi, để cho em đường, con nghĩ là con đi lên và đi xuống mà bà Linh ơi. Ừ. Đây Mimi, lên lên với bà con. Nè mọi người nhìn nè. Rừng thông mọi người nhìn nè. Đưa nước cho em uống con. Mọi người, hai đứa cháu mình nó lên tới nè mọi người. Chào mọi người đi Mimi nè. À, Phi Phi chào hello. Mọi người con. Hello. Đó. Mình có cũng quay nhưng quay lại bộ. Ờ, hai đứa cháu mình nè. À, chút xíu lên nó cắt nước nè mọi người. Đó. Nó là người bản xứ mọi người, mình lên đây đi du lịch là nó dẫn mình đi mọi người, hai đứa cháu dẫn mình đi á. Là đi. Lắm. Rồi, đi. Từ từ đi nha con, nó té con đường dốc. Nè mọi người nhìn đồi nè. Đùi gà mini nè. Ờ, đùi gà mini của con phải không? Mà cứ ăn đi đó. Đùi gà mini đó. Ăn ăn xì nách hình đùi gà, hình gà của mini mini mọi người. Ừ, con ăn đi. Đây, từ từ chậm chậm đi con, bà quay cho. Ờ, có chừng cất á. Tại cái đầu gì mà họ nuôi ngựa đâu mà phân ngựa khô không mọi người, đi né gần chết luôn á. Ừ, cái này mình đi di chuyển chậm chậm. Đường dốc, ừ, gốc cây đó con. Nấm độc á, đừng ăn vậy. Để họ... Hồi lúc bọn con cũng... Ừ, cái này họ đốt rừng xong mà cỏ nó... cháy hết trơn mọi người ở đây nè. Trời ơi, đã trời nó đang bước vào tháng nắng rồi mà. Đốt rừng sao cỏ cháy hết. Mọi người thấy chưa? Nấm màu trắng đó. Ừ, nấm màu trắng là nấm độc á con. Nấm màu gà. Ừ. Hai đứa giáo mình nó đi nè mọi người nhìn nè. Đúng là dân trên Đà Lạt sống quen mọi người. Đi mình sợ té nó đi tự tin nghe chưa. Đó. Bà Linh thử nhìn sau rồi bà Linh thử. Ôi, đứng rồi nãy dùm lên tới cao mọi người nhìn nè. Ngang ngang tầm tay mình luôn nè. Ôi, đi thì sướng nhưng mà còn lát leo lên là đuối nha mọi người. Xuống mà đuối luôn á. Đi đi. Thôi đâu có dịp đi chơi thì cứ đi. Đi xuống không? Đi lên. Đi xuống lát có đường xuống, xuống riêng con. Ai. Đi lên cao chót vót kia đi. Đúng rồi, sắp tới rồi nè. Xong rồi, cái là người lớn kia đi xuống, đi xuống. Sắp tới rồi nè. Nắng lắm mọi người ơi. Hôm nay trời Đà Lạt ở đây. Giấc trưa, nắng, nóng. Không có lạnh nha mọi người. Nó chỉ lạnh vào giấc chiều và tối thôi. Đi sáng sớm. Nước em muốn con. Vô có không, nó không đứng cho máy coi. Mệt quá rồi. Này họ mới đốt rừng sao còn hơi hực hực hơi nóng quá ta. Mọi người xem nè, xa xa những nhà kính họ trồng rau. Dâu tây mọi người. Bên kia là đường lên đỉnh Lăng Bi An nha mọi người. Lớn rộng lớn lắm á. Ba la. À. Quá rộng luôn. Thở hổn hển luôn, ba bà cháu thở hổn hển luôn. Ừ, đi từng từng tác đi lên, mình lên thì xuống một dễ, một lát mình xuống đuối đó con. Không, lên thì khó nhưng mà đi xuống thì dễ. Ừ. Mimi đừng đi nữa con. Rồi chám mình nè mọi người. Để đừng đừng chám, đừng chám. Nghĩ mệt rồi hả? Rồi chám mình nè mọi người. Trời ơi. Nghĩ mệt rồi hãy quay mình lên. Chút xíu bà quay xíu. Mới có mấy phút à? Mấy ơi cho chị ăn với. Cháu mình nó kêu nghỉ mệt rồi quay, nó sợ mình mệt đó mọi người. Tội nghiệp nó ghê không? Mọi người thấy con chim nhỏ nhỏ mà mặt đất rồi thấy không dám lại gần nó bay. Chim nhỏ xíu xíu mày mi chút xíu mà con, chút nhóc kìa. Ờ chim gì lạ quá hen, nó nhỏ mà nó dài thòng lòn ha. Không giống như chim sâu với quỳnh, nó nhỏ mà nó tròn tròn. Còn cái này nó nhỏ mà dài dài mọi người ơi. Mình thấy nó gần đi gần đây mọi người thấy không? Gần đây. Gần nó có bay hay không? Mình tới gần nó bay là chắc luôn, còn từ từ con. Ồ, giống chim rừng lại nha.
Rồi, từ 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 Mùa nắng mà con nắm nào mọc con? Mùa mùa nắng mà nắm nào mọc? Nắm gì? Nắm mối hay nắm gì? Ăn được không? Không. Biết mà lúc con hái xuống chứ là người lớn kêu vắt rửa tay nữa như nắm độc. À. Thôi mệt đó con ơi, đứng chút đi. Đưa nước cho em uống từ từ đi. Mi từ từ tét con. Có hai chị em đó nè mọi người, thấy cưng nghe không? Tí lên là cái mặt bơ phờ luôn không. Nãy giờ quay được có 6 phút hơn mọi người. Mà đi thở hổng hển luôn. Ừ, ăn được gà, con sẽ nấc được gà. Ừ. Nãy giờ ăn được rồi thì nấc được gà, quên mời mọi người, lấy cái mình mời mọi người đi con. Hồi nãy con mời rồi nhưng giờ mời tiếp. Ừ, mời tiếp đi. Mời đi Mimi. Mời các bạn nha. Ừ, mời các bạn đi. Rồi, mời các bạn ăn được gà xin nấc đi. Đi. Rồi. Con ngựa đó con. Né nha con. Thôi đừng đi con, đứng nghỉ mệt rồi mình xuống con ơi. Hả, đi lên nữa hả? Lên nó xuống núi à. Đây. Chán mà nó kêu đi lên đó mọi người ơi. Mình định nghỉ nó kêu đi lên nữa. Tới đỉnh này phải không? Ngán theo chừng hai hướng dẫn viên du lịch của mình nè mọi người. Lên tới đỉnh luôn. Ừ. Từ từ đi con, từ từ đi con Mimi. Có một góc cây bà Linh nghỉ một cái vậy. Mệt phải nghỉ chứ con. Các bà già, con trẻ, con xí bà chết luôn á. Ôi nó nóng lực quá, coi xuống đi con. Ôi mọi người nhìn từ trên xuống mà nó chưa chịu xuống đâu mọi người. Đang đứng trên cao nè. Gì con? Thảm cỏ đẹp vậy. Ôi thảm cỏ đẹp kìa. Nãy cháu mình nó phát hiện đẹp nó chỉ cho mình quay mọi người thấy không? Trẻ mắt tinh ranh ấy, mắt sáng tinh anh lắm. Đại con như cà rốt đó ghê không mọi người nghe không? Nó phải đang như cà rốt. Mắt sáng tinh anh mọi người thấy không? Ừ. Ăn cà rốt mắt sáng tinh anh. Tại vì nó mềm. Ừ. Ừ. Rồi. Ai. Mấy ngày. Rồi, chào tạm biệt mọi người đi con. Chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ like ủng hộ cho Linh nha. Hai cháu của Linh đó nha. Tạm biệt. À.